Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính và Thanh tra tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác dân vận chính quyền tại Sở Nội vụ và huyện Mỹ Hào. Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, ký giao ước thi đua năm 2019. Hội nghị trực tuyến tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thời tiết giao mùa, số trẻ bị viêm phổi, viêm phế quản tăng đột biến. Hai người dân trao trả 150 triệu đồng cho khách bỏ quên tại quán cà phê ở huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa ba cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo ba cơ quan thực hiện quy chế phối hợp. Thực hiện quy chế phối hợp, ba cơ quan đã thường xuyên quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kết quả công tác phối hợp được thể hiện rõ trên hai mặt cụ thể. Một là tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Hai là thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác phòng chống tham nhũng. Việc phối hợp đảm bảo theo các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những kết quả này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà ba ngành đã phối hợp thực hiện tốt trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, ba ngành cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo để thông qua hoạt động không những xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có sai phạm mà còn góp phần phòng ngừa sai phạm. Thực hiện tốt quy chế phối hợp đã đề ra, thực thi pháp luật nghiêm minh để góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh trong sạch, vững mạnh. Cũng thông qua công tác phối hợp, thông tin được trao đổi thường xuyên giữa ba đơn vị đã góp phần thanh tra kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đi vào từng vụ việc, vấn đề cụ thể, được cán bộ và nhân dân đồng tình cao, tránh trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ba ngành phải có định hướng hoạt động phối hợp cụ thể để từ đó lan tỏa phong trào xuống cơ sở, đòi hỏi từng đơn vị phải tiếp tục rà soát thực hiện từng nội dung đã được ký kết. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cũng như công tác phòng chống tham nhũng. Phối hợp giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh phải bám sát cơ sở để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Làm tốt điều này là trực tiếp góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương gồm Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã về kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác dân vận chính quyền của Sở Nội vụ và huyện Mỹ Hào. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Sau hơn 3 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính và triển khai Nghị định số 108/2014 về tinh giảm biên chế, Sở Nội vụ Hưng Yên đã tham mưu cho tỉnh sắp xếp lại bộ máy tổ chức và tinh giảm biên chế. Theo đó, tỉnh đã giảm được 33 đơn vị cấp 2 là cấp phòng ban ở các phòng ban đảng chính quyền, cấp phòng ban tại các sở ban ngành tỉnh và cấp huyện, giảm được trên 1.540 biên chế. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh còn thiếu trên 3.800 biên chế giáo viên ở bậc học mầm non và tiểu học. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao vai trò của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu sắp xếp bộ máy tổ chức các sở ngành và tinh giảm biên chế, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.
thể hiện qua việc giải quyết hồ sơ của Sở năm 2018 đạt 98,6%, qua đó góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của tỉnh, xếp hạng thứ 29 trên toàn quốc. Công tác xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân đạt 100%. Trước đó, đoàn công tác do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại huyện Mỹ Hào. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, năm 2019 được Chính phủ tiếp tục chọn là năm dân vận chính quyền sau khi Chính phủ đánh giá hiệu quả tích cực của chủ trương này khi thực hiện trong năm 2018, góp phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy chính quyền huyện Mỹ Hào cần tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, tạo sự đồng bộ trong quá trình thực hiện, nâng cao nhận thức của đảng viên và cán bộ về công tác dân vận. Làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp, các ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ trong thực hiện công tác dân vận, nâng cao quyền làm chủ của cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Chiều nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, khối thi đua các huyện thành phố tổ chức hội nghị tổng kết khối thi đua các huyện thành phố năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Trong năm 2018, khối thi đua các huyện thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2019, khối tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tại hội nghị, khối đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019, thống nhất bầu huyện Yên Mỹ làm trưởng khối thi đua năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong năm 2019, khối thi đua các huyện thành phố cần tập trung các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần siết chặt kỷ luật kỷ cương, công tác hành chính phải chuyển sang thái độ phục vụ. Trong công tác thi đua khen thưởng, cần tăng cường khen thưởng cho các tập thể. Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cần nói ít, làm nhiều, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thực hiện. Cụ thể, trong nông nghiệp, phải đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Các địa phương quan tâm đến việc xây dựng các cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường giáo dục cho học sinh về kỹ năng sống và truyền thống lịch sử của địa phương, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành lá cờ đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, muốn đạt được kết quả cao trong công tác thi đua thì tất cả các lĩnh vực, người đứng đầu luôn phải đầu tàu gương mẫu để cấp dưới và nhân dân noi theo. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh ta đã có 52 xã của 10 huyện thành phố đã công bố dịch, đã tiến hành tiêu hủy trên 13.600 con lợn của trên 520 hộ gia đình, trong đó huyện Yên Mỹ là địa phương có số lợn bị tiêu hủy nhiều nhất tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi đang có chiều hướng phức tạp, nhằm ngăn chặn dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng, đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp, lãnh đạo các huyện thành phố, ngành thú y làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch cho người chăn nuôi, thông tin cho người dân biết diễn biến của dịch bệnh, địa phương xảy ra dịch bệnh để người dân có biện pháp phòng tránh lây lan. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, tạo mọi điều kiện để người chăn nuôi được tiêu thụ lợn nếu kiểm tra lợn không mắc bệnh, hỗ trợ người chăn nuôi theo mức quy định của chính phủ. Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người, không tẩy chay và quay lưng lại với thịt lợn, tránh thiệt hại cho người chăn nuôi. Với các địa phương có ổ dịch sau 30 ngày, kể từ ngày tiêu hủy con cuối cùng mà xét nghiệm là âm tính thì cho vận chuyển ra ngoài để tiêu thụ. Với các xã vùng đệm, vùng uy hiếp phải đặt công tác phòng bệnh lên hàng đầu. Quỹ đất tiêu hủy lợn phải được bố trí và phải đảm bảo theo yêu cầu để không ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi liền kề.
Đối với các đoàn kiểm tra, khi đi kiểm tra tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi, phải điều tra ổ dịch để biết rõ nguyên nhân và sau khi kiểm tra về, phải báo cáo ngay kết quả với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh. Chiều nay tại Nhà văn hóa huyện Khoái Châu, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2019 và phát động đăng ký hiến tặng mô tạng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh. Trong những năm vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ta đã có bước phát triển tích cực, có hiệu quả rõ nét và đáp ứng ngày càng tốt hơn lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho nhân dân trong tỉnh. Năm 2018, toàn tỉnh đã vận động hiến tặng gần 8.500 đơn vị máu, đạt 113% chỉ tiêu đề ra. Kết quả đó đã kịp thời bổ sung lượng máu hết sức cần thiết cho điều trị cứu chữa người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương tinh thần tình nguyện, tấm lòng nhân ái của hàng chục nghìn lượt người đã tham gia hiến máu trong năm vừa qua. Để phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới tiếp tục tạo sức lan tỏa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác vận động người dân hiến máu, góp phần mang lại lợi ích không chỉ cho người bệnh mà còn cho chính bản thân người hiến máu. Tổ chức triển khai lấy máu, bảo đảm an toàn, chất lượng, quan tâm hỗ trợ giúp người hiến máu sớm phục hồi về sức khỏe. Các cấp hội chữ thập đỏ tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia hiến tặng mô tạng để đạt kết quả cao. Tại buổi lễ, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện đã được tôn vinh, cũng tại buổi lễ đã phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cho người bệnh. Kết quả đã có 20 người tham gia đăng ký. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Những năm gần đây, nhiều hộ dân huyện Phù Cừ phát triển mô hình nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Phù Cừ có khoảng 100 hộ nuôi ong lấy mật với tổng số 6.000 đàn, tập trung chủ yếu ở xã Tam Đa, Minh Tân và Minh Tiến. Nhiều hộ nuôi với số lượng lớn như gia đình ông Trần Trung Khu ở xã Minh Tân nuôi 300 đàn, ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Trí Thăng ở xã Tam Đa nuôi 250 đàn. Ong là con vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, chủ yếu được nuôi trên các diện tích trồng vải và nhãn. Bình quân cứ 5 ngày, người dân quay lấy mật một lần, cho thu khoảng 2kg mật trên một đàn. Trong một vụ hoa, mỗi đàn ong cho thu từ 15 đến 20kg mật. Với mức giá hiện tại là 100.000 đồng một kg, nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Do ảnh hưởng của thời tiết, năm nay nhiều vườn nhãn trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỷ lệ ra hoa thấp. Tuy nhiên, tại hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân, do áp dụng sản xuất theo quy trình an toàn Việt Gáp nên các vườn nhãn đều sai hoa với tỷ lệ hoa trung bình trên 85%. Hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân có gần 40 mẫu nhãn, chủ yếu là các giống nhãn Hương Chi, nhãn Đường Phèn, nhãn Muộn Khoái Châu. Năm nay, thời tiết nắng ấm kéo dài, hợp tác xã cùng với các thành viên trồng nhãn đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật theo quy trình an toàn Việt Gáp vào chăm sóc nhãn. Cụ thể là các công đoạn tỉa tán, bón phân, phục hồi cây sau thu hoạch được hoàn thành sớm để khống chế không cho cây nảy lộc đông, đồng thời cân đối nguồn dinh dưỡng, phun thuốc kích thích phát triển và tưới nước hợp lý. Nhờ đó, tỷ lệ ra hoa đạt trung bình từ 80 đến 85%, một số vườn làm tốt đạt tỷ lệ trên 95%. Thời điểm này, các thành viên trong hợp tác xã đang tập trung chăm sóc phun thuốc chống dẹp, bọ xít, chống xương và bón vi lượng nhằm dẫn chất khoáng vi lượng đến đầu chùm chống rụng quả non cho cây. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát các phương tiện xe vi phạm quá tải trọng trên địa bàn. Qua đó, đội Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra xử lý 58 trường hợp. Trong đó có 26 trường hợp thông qua trạm kiểm tra tải trọng và trạm cân lưu động là 32 trường hợp. Tước giấy phép lái xe, chứng chỉ của 42 trường hợp và xử phạt với số tiền trên 700 triệu đồng với các xe quá trọng tải, tải trọng vượt quá quy định đi vào đường cấm hoặc trốn trạm thu phí. Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, tuyến cố định, xe quá tải trọng và xe hành khách, xe taxi vi phạm lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng xe quá tải trọng, xe chở vật liệu xây dựng cơi nới thành thùng vẫn đang là tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông tại một số địa phương.
Tại nút giao cắt giữa tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng với đường vào ấp Đồng Xá, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm nhỏ hẹp, đường bên cạnh lại bị cọc bê tông chắn đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đường cắt ngang với tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận ấp Đồng Xá, xã Lạc Đạo đã được đầu tư barrier, chuông cảnh báo, nhưng theo người dân địa phương, những thiết bị này lúc hoạt động lúc không. Bên cạnh đó, dốc Đồng Xá lại quá cao, nhỏ hẹp và hư hỏng khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông, đặc biệt là ô tô thường xuyên bị chạm gầm xe. Trong khi đó, hơn một năm qua, người dân ấp Đồng Xá của xã Đình Dù chôn cột bê tông tại đường giao thông nối liền hai ấp, chỉ có phương tiện giao thông cỡ nhỏ như xe máy, xe đạp lọt qua khiến cho việc lưu thông gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Ví dụ như là đêm hôm mà có người ốm đau, cấp cứu, muốn thuê một chuyến ô tô để đi vào, để mang chúng tôi đi bệnh viện nhưng không thể đi được. Dốc đường tàu thì treo quá không đi được, mà bên này người ta chôn ba cột mốc, chúng tôi không thể vào được. Nên chúng tôi phải cõng nhau đi lên mái tận trên đường tàu kia. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, số trẻ bị viêm phổi, viêm phế quản tăng đột biến so với thời điểm trước. Thời tiết giao mùa được cho là nguyên nhân khiến bệnh về đường hô hấp ở trẻ nhỏ tăng mạnh. Khoa Nội Nhi 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, số trẻ điều trị nội trú dao động trong khoảng từ 60 đến 70 trẻ, tăng từ 10 đến 20 trẻ so với thời điểm trước. Trong đó khoảng 90% trẻ bị viêm phế quản, viêm phổi trong tình trạng nặng. Các biểu hiện lâm sàng như sốt cao, ho, sổ mũi, thở khò khè, nghe phổi thấy tiếng gian rít, gian ẩm. Trên phim chụp X-quang, phổi thấy có các tổn thương, đám, kẽ. Đáng chú ý, có nhiều bậc phụ huynh chỉ đưa con đến viện khi đã điều trị nhiều loại kháng sinh mà tình trạng bệnh không thuyên giảm. Điều này gây khó khăn trong việc điều trị bệnh của các bác sĩ và kéo dài thời gian nằm viện của trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết giao mùa xuân hè như hiện nay là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển. Các bậc phụ huynh cần chú ý giữ ấm cho trẻ, tăng sức đề kháng bằng cách cho trẻ ăn uống đủ chất. Khi trẻ có biểu hiện bệnh, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được điều trị đúng phác đồ. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trong thời điểm thời tiết giao mùa, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, các nhà trường trên địa bàn huyện Phù Cử đã chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường mầm non nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, mỗi phòng học đều đã có nhà vệ sinh riêng. Giáo viên hướng dẫn các cháu vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, quét dọn trường lớp, khử khuẩn các dụng cụ học tập, đồ chơi. Việc tổ chức các bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các cấp tiểu học và trung học cơ sở, học sinh được tuyên truyền nhắc nhở các biện pháp phòng chống các bệnh thường gặp trong thời điểm giao mùa, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi. Các em thường xuyên được hướng dẫn và khuyến khích tham gia các hoạt động vệ sinh trường, giữ gìn môi trường sống trong lành. Được thành lập từ năm 2018 đến nay, câu lạc bộ Liên Thế Hệ thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đạt nhiều hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên tham gia. Tính đến nay, câu lạc bộ có 50 thành viên tham gia, trong đó 70% thành viên từ 55 tuổi trở lên, với số vốn trên 100 triệu đồng. Câu lạc bộ Liên Thế Hệ thôn Tạ Trung đã cho 22 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, các thành viên thường xuyên tham quan mô hình, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất. Câu lạc bộ được tổ chức định kỳ sinh hoạt 1 tháng một lần, trong đó lồng ghép múa hát, giao lưu văn nghệ để làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho hội viên. Mới đây tại huyện Ân Thi, câu chuyện về hai người dân trả lại túi tiền bên trong có 150 triệu đồng để quên trong quán cà phê đã khiến người dân địa phương vô cùng cảm kích. Một lần nữa lại tô thêm những nét đẹp đáng trân quý trong cuộc sống thường ngày. Vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2019, anh Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1995, và cậu ruột là anh Phạm Khắc Hiếu, sinh năm 1973, đều ở khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, ngồi uống nước tại quán cà phê Mạnh Hùng, ở phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, thì nhìn thấy một chiếc túi xách của khách hàng ngồi uống nước cùng quán khi ra về đã để quên. Kiểm tra chiếc túi phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Anh Tú và cậu của mình đã mang chiếc túi trên cùng toàn bộ số tiền đến công an huyện Ân Thi để trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Ân Thi đã kiểm tra xác định trong túi có 150 triệu đồng, một chứng minh nhân dân mang tên Trần Huy Yên, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, một giấy lĩnh tiền ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Mỹ Hào, phòng giao dịch Ân Thi với số tiền rút là gần 150 triệu đồng. Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định số tài sản trên là của anh Trần Huy Yên. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Công an huyện Ân Thi đã tổ chức trao trả tài sản cho anh Yên. Tấm lòng và hành động đẹp của anh Tú và anh Phạm Khắc Hiếu một lần nữa khiến chúng ta cảm kích, suy nghĩ làm sao để sống tốt hơn, cùng xây dựng một cộng đồng xã hội văn minh hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.